Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với cô chú anh chị em mình một cái phôi mai rừng Ninh Thuận. Một cái phôi mai rừng Ninh Thuận. Bữa nay phôi này khá là to ha. Nó có một cái có u ở đây đây. Nu nhẹ nha các bạn nha. Bầu bì thì u ổn. Bầu lớn nha. Bầu zin. Ôm đá ha. Cây này có hoành ngang cổ đế của nó là 40, còn hoành ở trên cái u của nó thì to hơn tí xíu. Chiều cao thì 1m1 nha các bạn nha. Hoành 40 ở trên này thì nó sẽ to hơn nè ha, trên u thì nó sẽ to hơn. Chiều cao là 1m1. Bầu rễ ok ha. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 1.200.000 bao gồm phí vận chuyển ha. Cây này chơi đánh tán dù là rất đẹp nha các bạn nha. Rồi anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.